Vâng, xin chào bác đến với Kinh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe dòng XDS Mountain Bike địa hình carbon và cấu hình đầu DRE là cao cấp, sóc hơi, đùi đĩa trục rỗng của FSA, thương hiệu Mỹ. Đây là mẫu địa hình dòng carbon mới về bên em. Và bây giờ xin mời nhé, tổng giới thiệu chiếc xe. Vâng, trên mùi các bác, đây là màu đen đỏ của dòng XDS Mountain Bike khung carbon model MT2 carbon đây. Trên khung xe cũng đề rõ luôn là khung xe carbon. Và cũng lâu lắm rồi em mới về được chiếc mẫu dòng XDS carbon, thì nay em về được một chiếc với bộ dòng sóc hơi và cấu hình đồ LD. Tổng thể xem đánh giá là tầm 85% xe. Trong quá trình sử dụng thì những dòng xe Mountain Bike này thì không tránh khỏi những cái vết xước nhỏ trên khung xe. Nhưng tổng thể xe rất là đẹp các bác nhá. Model của MT2 XDS. Khung carbon. Xe được chạy với bộ rim sườn cao cấp. Nguyên bản giao xe. Cái đông cổ phốt nguyên bản giao xe của XDS. Vâng, xe được trang bị với 10 tầng lip chính hãng của Shimano DRE. Cụm phanh trước là sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano DRE. Bên phải em được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano DRE là cao cấp. Và cụm phanh sau sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Xe được trang bị với cặp giảm sóc sóc hơi bác nhá, cao cấp giảm sóc hơi. Đây, bên này là bên chỗ xả e và cho các bác. Tùy độ chỉnh nhún của sóc các bác có thể xì hơi và bơm hơi vào chỗ em đang chỉ tay đây, tăng sóc hoặc là sóc ít khi bác đi đường trường hoặc là đi đường địa hình xấu, tùy theo mức độ nhu cầu của mình. Mayer nguyên bản của XDS, cặp Mayer đỏ rất là tông màu, rất là nổi bật trên cái tông màu của xe, màu đen. Vành chính hãng của XDS nguyên bản theo xe. Kích thước lốp là 26 x 1,95. Đây là dòng Mountain Bike carbon model MT2 XDS. Yên chính hãng của bản theo xe, yên của XDS. Gạt đĩa chính hãng của Shimano DRE. Đùi đĩa FSA, thương hiệu Mỹ rất là nổi tiếng của các bác, có thể thân các bạn để tham khảo thêm. Đùi đĩa FSA, đùi đĩa nhôm. Và đây là đùi đĩa trục rỗng bác nhá. Đây, bây giờ các em đang cầm một cái lăng của nó đây, cái lăng đục lăng. Đây, đùi đĩa trục rỗng của FSA, thương hiệu Mỹ rất là nổi tiếng về làm những linh phụ kiện của dòng xe đạp thể thao. Và xe vẫn còn cái mã vạch XDS chính hãng của nguyên bản trong xe, không còn trang của xe đây. Củ đề sau chính hãng của củ đề Shimano DRE, trang bị 10 tầng lip chính hãng và 3 tầng đĩa cho xe bù tổng của xe 3 tốc độ là cao cấp. Mayer cối lổ bác nhá, Mayer cối lổ. Vành đằng sau là vành của XDS. Và bây giờ xin đo thông số chiều cao đứng của khung xe. Chiều cao đứng của khung xe là size 45. Tức là size S, thì nó có các từ 1m6 đến trên 1m7. Mayer cối lổ rất tà đanh. Trang bị 10 tầng lip. Vâng, chủ tổng của xe đây.
lên lip. Vâng, rất là trơn tru mượt mà các nhá. Xuống lip đi. Bên phải em được sử dụng với bộ đồ đĩa chính hãng giống của SA. Gạt đĩa DR, 3 tầng đĩa, xuống đĩa. Lên đĩa. Rất là bon nữa nhá. Đây là mẫu địa hình carbon bên em mới về. Dòng XTS, model MT2. Vâng, em vừa em đánh giá tổng thể xong chiếc xe Mountain Bike địa hình carbon với cấu hình rất là cao cấp của DR, đùi đĩa trục giống của thương hiệu Mỹ FSA, trang bị với giảm xóc hơi rất là cao cấp, 10 tầng lip, 3 đĩa, và xe giá rất tốt anh em là 9.3 triệu, bao ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo bác kênh và hẹn các bác trường ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm kiên đồ cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.